Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lỵ có các triệu chứng chủ yếu là đau bụng, đi ngoài mót dặn, đi ngoài da nhầy. Đây là căn bệnh thường gặp trong cuộc sống và nếu không được chữa trị kịp thời hoặc điều trị không đúng cách có thể gây ra những biến chứng như chảy máu ruột và thủng ruột. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược học cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn bài thuốc điều trị chứng bệnh này. Thưa quý vị, khuyết lỵ là một chứng bệnh rất thường gặp trong đời sống hàng ngày. Theo y học hiện đại thì khuyết lỵ thường chia làm hai thể do hai nguyên nhân. Một là đi khuyết do lỵ trực trùng gây nên. Hai là đi khuyết do lỵ amíp gây nên. Về y học cổ truyền thì khuyết lỵ cũng thường được chia làm hai thể. Một là thể do thấp nhiệt, hai là thể do thấp hàn gây nên. Thế trong cái điều trị thì y học cổ truyền có rất nhiều các cái vị thuốc, những cái bài thuốc có tác dụng điều trị các cái triệu chứng của khuyết lỵ. Một số những cái vị thuốc ở đây chúng tôi xin được giới thiệu. Ví dụ như vị lá mơ nông hay gọi là mơ tam thể. Hai là vị can khương, là gừng khô. Ba là vị mộc hương. Bốn là vị kinh giới. Năm là vị tử tô, là hạt cây tía tô. Sáu là vị cam thảo. Và một số các cái vị thuốc chúng ta có thể thấy mọc tự nhiên rất là nhiều. Ví dụ như là rau sam, như là cỏ màn trầu hay là cây phượng vĩ. Thế thì trong cái điều trị thì người ta cũng căn cứ vào các cái thể do hàn nhiều hay do nhiệt nhiều thì người ta lựa chọn các cái bài thuốc. Ví dụ như là do nhiệt nhiều thì người ta có thể dùng các cái bài gồm có rau sam, cỏ sữa, kinh giới, tử tô, cam thảo, mộc hương. Và do thấp hàn nhiều thì người ta có thể dùng các cái bài thuốc có mộc hương, có nha đàm tử, có can khương, có cam thảo. Thế đặc biệt thì trong dân gian thì người ta điều trị cái chứng lỵ một cách đơn giản thì người ta thường dùng cái điển hình như là cái vị lá mơ nông này chúng ta điều trị trong các cái chứng khuyết lỵ. Thế người ta thường dùng ở dạng tươi, ngày dùng từ 2 đến 30 gram. Thế cách dùng thì người ta có thể phối hợp với nồng đỏ trứng gà, người ta trộn lá mơ nông với nồng đỏ trứng gà chấp cơm hay hoặc hấp cách thủy để cho người bệnh ăn vài ba lần, các cái triệu chứng của cái khuyết lỵ có thể giảm hẳn. Hay hai là người ta có thể dùng các cái vị như là rau sam đó, kết hợp với cái cây phượng vĩ, người ta cũng ở cái dạng giã nước ra cho bệnh nhân uống sống hoặc là có thể là luộc cái rau sam cùng với cái cây phượng vĩ là một cái cỏ nó mọc hoang để điều trị cái chứng khuyết lỵ cũng rất là hiệu quả. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đến với những khuyến cáo của chuyên gia ngành y để hạn chế dịch bệnh mùa đông xuân. Mục thông tin sức khỏe hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.